PenguinAudiobook.com. Bon dia. Buổi sáng tốt lành. Bon dia. Ngày tốt. Bona tarda. Chào buổi chiều. Bona nit. Chúc ngủ ngon. Si us plau. Xin vui lòng. Benvingut. Không có gì. Sí. Đúng. No. Không. Bé. Tốt. Dolent. Tồi tệ. Encantat de conèixer-te. Hân hạnh được biết bạn. D'on ets? Bạn đến từ đâu? Què fas? Công việc của bạn là gì? Quin és el teu número de telèfon? Số điện thoại của bạn là gì? Moltes gràcies. Cảm ơn rất nhiều. Ho sento. Tôi xin lỗi. Això sona fantàstic. Nghe có vẻ tuyệt vời. No ho entenc. Tôi không hiểu. Pots repetir, si us plau. Bạn có thể lặp lại điều đó được không? Em pots ajudar. Bạn có thể giúp tôi được không? Quant costa això? Cái này giá bao nhiêu? Com et puc ajudar? Làm thế nào để tôi giúp bạn? Si us plau, truca'm. Vui lòng gọi cho tôi. Cap problema. Không vấn đề gì. Feliç aniversari. Chúc mừng sinh nhật. Vés amb compte. Hãy cẩn thận. No us preocupeu. Đừng lo lắng. Ajuda. Cứ giúp. Com estàs? Bạn khỏe không? No et sento. Tôi không thể nghe thấy bạn. No m'agrada. Tôi không thích nó. Si necessiteu la meva ajuda, feu-me-ho saber. Nếu bạn cần sự giúp đỡ của tôi, xin vui lòng cho tôi biết. Te estimo. Tôi yêu em. Estic content. Tôi đang hạnh phúc. Estic molt enfeinat. Ara no tinc temps. Tôi rất bận. Tôi không có thời gian bây giờ. Crec que és molt bo. Tôi nghĩ nó rất tốt. Només un moment. Chờ một chút. És clar. Tất nhiên. PenguinAudiobook.com. Dos. Això és molt important. Cái này rất quan trọng. Vull. Tôi muốn. No vull. Tôi không muốn. On. Ở đâu. On és. Ở đâu. On és el bata. Nhà vệ sinh ở đâu vậy. Quan. Bao nhiêu. Quan costa, o bé, quan costa. Chi phí bao nhiêu, hoặc chi phí bao nhiêu. Rellotge, en punt. Đồng hồ, a clock. Quina hora. Mấy giờ. A quina hora. Vào thời gian nào. Tu tens. Bạn có. Tens, yens, tens. Bạn có không, bạn có. Entenc. Tôi hiểu. No ho entenc. Tôi không hiểu. Entens. Bạn hiểu không? És. Nó là. És això. Là nó. On està l'estació de tren? Ga xe lửa ở đâu? On són els lavabos, si us plau? Làm ơn đi vệ sinh ở đâu? Fins a l'estació de tren,
Si us plau. Đến ga xe lửa, làm ơn. A l'aeroport, si us plau. Đến sân bay, làm ơn. Em agradaria. Tôi muốn. Voldria un taxi. Tôi muốn một chiếc taxi. Em dic Andes. Com et dius? Tên tôi là Andes. Bạn tên là gì? Em dic Maria. Tôi tên là Maria. El teu cognom. Họ của bạn. De què treballes? Bạn làm nghề gì? Soc fotògraf. Tôi là thợ chụp ảnh. Què estudies? Bạn học gì? Estic estudiant anglès. Tôi đang học tiếng Anh. On vius? Bạn sống ở đâu? Com et dius? Bạn tên là gì? Em dic Anna Patterson. Tên tôi là Anna Patterson. D'on vens? Bạn đến từ đâu? Jo vinc d'Uppsala però visc a Estocolm. Tôi đến từ Uppsala nhưng tôi sống ở Stockholm. Quina és la teva professió? Nghề nghiệp của bạn là gì? Soc conductor d'autobús. Tôi là tài xế xe buýt. PenguinAudiobook.com. Gràcies i adeu. Cảm ơn và tạm biệt. Adeu. Tạm biệt. Quin temps fa? Thời tiết ra sao? Què t'agradaria menjar? Bạn muốn ăn gì? Moltes gràcies. Cảm ơn rất nhiều. Gràcies. Cảm ơn. Hotel Vallman, bon dia. Hotel Bellman, chào buổi sáng. Bon dia. Té una habitació vacant. Buổi sáng tốt lành. Bạn có một phòng trống. Per a una persona. Đối với một người. Sí, per a una persona. Có, cho một người. Per avui. Cho hôm nay. No. Per demà. Không, cho ngày mai. Per una nit. Cho một đêm. No, durant sis nits. Không, trong sáu đêm. Sí, tenim una habitació buida. Có, chúng tôi có một phòng trống. Oh, això és genial. Quant costa? Oh, điều đó thật tuyệt. Cái này giá bao nhiêu? 100 euros per nit. 100 euro mỗi đêm. Què t'agradaria menjar? Bạn muốn ăn gì? Dos entrepans especials, si us plau. Hai chiếc bánh sandwich đặc biệt, làm ơn. I per beure. Và để uống. Una gran cervesa i aigua, si us plau, després del menjar. Làm ơn cho một ly lớn và nước, sau bữa ăn. Puc pagar. Tôi có thể trả tiền không? Certament. Seran 18 euros. Chắc chắn. Đó sẽ là 18 euro. Gràcies. El tren es retarda, malauradament. Cảm ơn. Thật không may, chuyến tàu bị hoãn. Sí. Hi ha un partit de futbol a Madrid. Có một trận đấu bóng đá tại Madrid. Sí, també hi vaig. Quan vindrà el tren? Vâng, tôi cũng sẽ đến đó. Khi nào thì tàu đến? Al mitja hora. Quan comença el partit? Trong nửa giờ. Khi nào trận đấu bắt đầu?
Voldria un bitllet per viatjar. Tôi muốn một vé để đi du lịch. Un bitllet. Một vé đến. El tren cap a Madrid. Chuyến tàu đến Madrid. El tren des de Madrid. Chuyến tàu từ Madrid. El tren de Madrid a París. Chuyến tàu từ Madrid đến Paris. Primer. Đầu tiên. Primera classe. Lớp học đầu tiên. Segona classe. Lớp thứ hai. Un bitllet d'anada, si us plau. Vé một chiều. Un bitllet d'anada i tornada, si us plau. Vé khứ hồi. No fumar, no fumar. Không hút thuốc, không hút thuốc. PenguinAudiobook.com. Quatre. On és l'autobús cap a Munic? Xe buýt đến Munnerhen ở đâu? Quin número? Con số nào? Quin seient? Ghế nào? Seient número 5. Ghế số 5. El tiquet de reserva de seient. Vé giữ chỗ. L'horari, l'horari. Thời gian biểu, lịch trình. El primer tren. Chuyến tàu đầu tiên. El segon tren. Chuyến tàu thứ hai. El següent tren. Chuyến tàu tiếp theo. L'últim tren. Chuyến tàu cuối. Els diners. Tiền. El banc. Ngân hàng. On està el banc? Ngân hàng ở đâu? L'oficina de canvi de divises. Văn phòng trao đổi tiền tệ. M'agradaria canviar una mica de diners. Tôi muốn đổi một số tiền. Comprar. Mua. M'agradaria comprar euros. Tôi muốn mua euro. El tipus de canvi. Tỷ giá hối đoái. Quin és el tipus de canvi? Com és el tipus de canvi? Tỷ giá hối đoái là gì? Tỷ giá hối đoái như thế nào? M'agradaria una habitació millor. Tôi muốn có một căn phòng tốt hơn. M'agradaria una habitació amb bany. Tôi muốn một phòng có phòng tắm. Quant costa? Chi phí bao nhiêu? Molt car. Rất đắt. És massa car. Nó quá đắt. Tens una habitació més barata. Bạn có một phòng rẻ hơn. Tens la clau. Bạn có chìa khóa không? Funciona. Nó hoạt động. No funciona. Nó không hoạt động. La dutxa està trencada. Vòi hoa sen bị hỏng. Voldria fer una reserva? Voldria reservar una habitació. Tôi muốn đặt chỗ trước. Tôi muốn đặt trước một phòng. A la dreta. Rẽ phải. A l'esquerra. Qua bên trái. Gireu a la dreta, o bé, aneu a la dreta. Rẽ phải, hoặc chuyển bạn sang bên phải. Gireu a l'esquerra. Quẹo trái. Tot recte. Thẳng tiến. La cantonada. Góc. A la cantonada. Quanh góc. Carrer. Con đường. PenguinAudiobook.com. Cinc. A l'altra banda del carrer. Bên kia đường.
Al final del carrer. Cuối phố. Fins al banc. Đến tận ngân hàng. Fins a la cantonada. Xa đến góc. Fins al final del carrer. Đến cuối phố. Per a quantes persones? Cho bao nhiêu người? Voldria una taula per a dues persones. Tôi muốn một bàn cho hai người. I m'agradaria aquesta taula. Tôi muốn cái bàn này. I m'agradaria que fos allà. Tôi muốn cái đó ở đằng kia. Una altra taula. Bàn khác. Tens una altra taula. Bạn có bàn khác không? La finestra. Cửa sổ. A prop de la finestra, o a la proximitat de la finestra. Gần cửa sổ, hoặc gần cửa sổ. El menú, si us plau. Thực đơn xin vui lòng. El compte, si us plau. Hóa đơn xin vui lòng. Inclòs. Bao gồm. El servei està inclòs. Có bao gồm dịch vụ không? I m'agradaria pagar, si us plau. Tôi muốn trả tiền, làm ơn. Dos cafès, si us plau. Hai ly cà phê, làm ơn. Voleu unes postres. Bạn có muốn một món tráng miệng không? Quant costa això? Cái này giá bao nhiêu? I m'agradaria una cosa més barata. Tôi muốn một cái gì đó rẻ hơn. I m'agradaria una cosa així. Tôi muốn một cái gì đó như thế này. Busco. Tôi đang tìm kiếm. No, no així. Không thích điều này. Moltes gràcies. Cảm ơn nhiều. Us hi donem la benvinguda. Không có gì. Aquest any. Năm nay. L'any que ve. Năm sau. L'any passat. Năm ngoái. En dos dies. Trong hai ngày. En un termini de dos dies. Trong vòng hai ngày. Fa dos dies. Hai ngày trước. Dues vegades. Hai lần. Tres vegades. Ba lần. Una altra vegada. Một lần nữa. De nou. Như trước. Puntual. Kịp thời. Penguinaudiobook.com. Quan tard és? Làm thế nào là muộn? Vuit en punt. Tám giờ. És la una en punt. Bây giờ là một giờ. Són les vuit. Bây giờ là tám giờ đồng hồ. Un quart de vuit. Tám giờ mười lăm. Vuit hores i quinze minuts. Tám giờ mười lăm phút. Vuit i mitja. Mitja nou. Tám giờ rưỡi, chín rưỡi. A un quart de nou. Một phần tư đến chín giờ. Vuit hores i cinquanta minuts. Tám giờ năm mươi phút. Faltaven deu minuts per a les nou. Mười phút đến chín. Vuit del matí. Tám giờ sáng. Quatre de la tarda. Bốn giờ chiều. Vuit de la nit. Tám giờ tối. Oms. Ai? Qui és? Đó là ai? Cue. Gì? Cue és. Nó là gì? Cue és això? Cue és això? Cái này là cái gì? Đó là gì? Cue és allà. Cái gì ở đằng kia? Què has dit? Bạn nói gì? Què has dit? Què deies? Bạn nói gì?
Bạn đang nói gì vậy? Quan. Khi. Quan surt el tren. Khi nào tàu khởi hành? On. Ở đâu? On és el metro? Tàu điện ngầm ở đâu? Quin? Cái mà. Quin autobús viatja a Hamburg? Xe buýt nào đi đến Hamburg? Per què? Tại sao? Per què no? Tại sao không? Com? Làm sao? Com va això? Thế nào rồi? Nó diễn ra như thế nào? Com estàs? Bạn khỏe không? Quan? Bao nhiêu? Quants? Bao nhiêu? Quants quilòmetres? Bao nhiêu km? A quanta distància? Bao xa? Volums. Bạn có muốn? Te agradaria. Bạn có muốn? PenguinAudiobook.com. Jo parlo alemany. Tôi nói tiếng Đức. No parlo espanyol. Tôi không nói tiếng Tây Ban Nha. Parles espanyol. Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không? Una mica. Một chút. D'aquí cap allà. Từ đây đến đó. A l'estació de ferrocarril. Ở nhà ga. A la plataforma. Trên nền tảng. Al tren. Trong xe lửa. Estic estudiant, estic aprenent. Tôi đang học, tôi đang học. Estudio, i m'estic especialitzant en. Tôi học, tôi đang học chuyên ngành. Estic anant, me'n vaig. Tôi đang đi, tôi đi đây. Atura. Dừng lại. Atura't aquí. Dừng ở đây. Està bé. Ổn mà. Jo puc, sóc capaç de. Tôi có thể, tôi có thể. Puc. Tôi có thể. Puc. Tôi có thể. Puc tenir. Tôi có thể. Ser renomenat. Được gọi là. Em dic, em diuen. Tên tôi là, tôi được gọi là. De quin país? Từ nước nào? De quin país vens? Bạn đến từ đất nước nào? Vinc. Tôi đến. Jo vinc dels Estats Units. Tôi đến từ Hoa Kỳ. Ia, dona. Có, nó cho. Hi havia, donava. Đã có, nó đã cho. Estimo. Tôi yêu. Em agrada. Tôi thích. Te agrada. Bạn thích. Disculpeu-me. Xin lỗi. Perdona, Emma. Thứ lỗi cho tôi. Jo tinc. Tôi có. És clar. Tất nhiên. Certament. Chắc chắn. Tens un menú en anglès. Bạn có thực đơn tiếng Anh không? Som-hi. Đi nào. Com es diu? Cách mà một người nói. Atenció. Chú ý. PenguinAudiobook.com. Vuit. Repeteixo. Hãy lặp lại điều đó. Vull. Tôi muốn. No vull. Tôi không muốn. No vull anar. Tôi không muốn đi. No vull un llibre. No vull cap llibre. Tôi không muốn một cuốn sách. Tôi không muốn có cuốn sách nào.
Em agradaria. Tôi muốn. No em agradaria. Tôi không thích. No em agradaria viatjar. Tôi không muốn đi du lịch. No em agradarien les postres. Tôi không thích món tráng miệng. Jo tinc. Tôi có. No tinc, o no tinc. Tôi không có, hoặc tôi không có. És. Nó là. No és. Không phải vậy. Tu tens. Bạn có. No tens, o bé, no tens. Bạn không có, hoặc bạn không có. O sa. Tôi biết. No sa. Tôi không biết. Entenc. Tôi hiểu. No entenc. Tôi không hiểu. Parla anglès. Tôi nói tiếng Anh. No parlo castellà. Tôi không nói tiếng Tây Ban Nha. Em agrada. Tôi thích. No em agrada. Tôi không thích. Hi ha gent. Có, có. No hi ha, no hi ha. Không có, không có. El saló de bellesa. Thẩm mỹ viện. És gran. Anh ấy lớn. És gran. Anh ấy có lớn không? És gran. Nó có lớn không? Tens un cotxe. Bạn có một chiếc xe. Tens un cotxe. Bạn có xe hơi không? El tren és a l'estació. Tàu ở ga. El tren és a l'estació. Xe lửa có ở ga không? On tens? Bạn hiểu. Entens. Bạn hiểu không? És massa gran. Nó quá to. És massa gran. Nó có quá lớn không? Hi ha gent. Có, có. Enguinaudiobook.com No, està lluny d'aquí. Nó có xa đây không? Tu volums. Bạn muốn. Volums. Bạn có muốn. És. Nó là. És això. Là nó. Què és? Nó là gì? Hi ha una habitació amb dutxa. Có một phòng với một vòi hoa sen. Hi ha una habitació amb dutxa. Có phòng nào có vòi hoa sen không? He de, o he de fer? Tôi phải, tôi phải. He de comprar. Tôi phải mua. He de comprar un billet per viatjar. Tôi phải mua một vé để đi du lịch. Hauria. Tôi nên. Quants anys tens? Bạn bao nhiêu tuổi? On vius? Bạn sống ở đâu? Ensenya-me, ensenya-me-ho. Cho tôi xem, cho tôi xem. Afluixa. Chậm lại. Vull anar. Tôi muốn đi. Tens alguna cosa més? Bạn có cái gì khác không? Al contrari de gran. Đối lập với lớn. No conec la paraula. Tôi không biết từ. Això significa. Điều đó có nghĩa là. Volums d'això. Có nghĩa là. Què és volums d'això? Điều đó nghĩa là gì? Com es diu això? Com es diu això? Cái đó được gọi là gì? Làm thế nào được gọi là. Com es pot dir si us plau en alemany? Làm thế nào để một người nói làm ơn bằng tiếng Đức? Jo necessito. Tôi cần. On és la maleta de Miquel?
Chiếc vali của Michael ở đâu? Molt bé. Rất tốt. És clar, està clar. Tất nhiên, rõ ràng. D'acord. Vâng. D'acord, cap problema. Ok, không vấn đề gì. No està malament. Không tệ. No està malament. Không tệ. És bo. Nó tốt. Tinc gana. Tôi đói. Tinc set. Tôi khát nước. Estic calent. Tôi nóng. Tinc fred. Tôi lạnh. PenguinAudiobook.com Deu. Estic cansat. Tôi mệt. Fa bon temps, fa bon temps. Thời tiết tốt, thời tiết đẹp. Fa fred. Trời lạnh. És càlid. Nó ấm áp. És genial. Nó tuyệt thật. Està assolellat. Trời nắng. Fa vent. Đó là gió. Perdoneu, si us plau, quan surt el proper tren a Madrid. Xin lỗi, làm ơn, chuyến tàu tiếp theo đến Madrid sẽ khởi hành khi nào? El tren surt en 10 minuts. Tàu sẽ khởi hành sau 10 phút nữa. Surt a les 10 del matí. Xe rời đi lúc 10 giờ sáng. Quant costa un bitllet? Bao nhiêu tiền một vé? Primera o segona classe? Hạng nhất hay hạng hai? Segona classe, si us plau. Xin mời lớp thứ hai. Són 200 euros, això fa 200 euros. Đó là 200 euro, điều đó kiếm được 200 euro. Demà a les 10 del matí, o bé, l'agradaria un bitllet per el tren a París. 10 giờ sáng ngày mai, hoặc anh ấy muốn có vé tàu đến Paris. Perdoneu, si us plau, on és l'autobús cap a la platja? O, des, d'on surt l'autobús cap a la platja? Xin lỗi, làm ơn, xe buýt đến bãi biển ở đâu? Hoặc từ, nơi khởi hành xe buýt đến bãi biển? Allà, a l'esquerra. Ở đằng kia, bên trái. Quin? Hi ha molts. Cái nào? Có nhiều. És el número 5. Đó là số 5. Moltes gràcies. Cảm ơn rất nhiều. Aquest autobús va a la platja. Xe buýt này có đi đến bãi biển không? No, el número 5 va a la platja. Không, số 5 đi biển. A quina hora surt el darrer autobús de la platja? Chuyến xe buýt cuối cùng đến bãi biển khởi hành lúc mấy giờ? L'últim autobús surt a les 5:20. Chuyến xe buýt cuối cùng rời đi lúc 5:20. Perdoneu, si us plau, on és el banc més proper? Xin lỗi, làm ơn, ngân hàng gần nhất ở đâu? Què necessites? Bạn cần gì? M'agradaria canviar una mica de diners. Tôi muốn đổi một số tiền. Hi ha un banc a l'altra banda del carrer, a la dreta. Có một ngân hàng ở phía bên kia đường, bên phải. Quin és el tipus de canvi actual? Tỷ giá hối đoái hôm nay là bao nhiêu? Són 1,22 dòlars per euro. Đó là 1,22 đô la mỗi euro. M'agradaria comprar euros. Tôi muốn mua euro. Quants? Bao nhiêu? M'agradaria canviar 100 dòlars. Tôi muốn đổi 100 đô la. També voldria algunes monedes, si us plau. Tôi cũng muốn một số tiền, xin vui lòng.
Aquí estàs. Bạn đây rồi. Moltes gràcies. Cảm ơn rất nhiều. Perdoneu, si us plau, encara teniu habitacions per llogar? Perdoneu, si us plau, encara teniu habitacions lliures. Xin lỗi, bạn có còn phòng để thuê không? Xin lỗi bạn, bạn còn phòng trống không? Sí, per suposat. Phải, tất nhiên.